Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Dấu nhân dân hay đặc khu Phú Quốc Vân Đồn đã lập xong. Trong văn bản của hãng thông tấn xã Việt Nam phỏng vấn ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc với tựa đề Tương lai tươi sáng phía trước cho thành phố Phú Quốc, có nhắc đến tuyên bố của người đứng đầu thành phố về nội dung xây dựng thành phố đảo thông qua mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Cụ thể, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về những ưu tiên hàng đầu và phát triển của thành phố Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng cho hay, thành phố Phú Quốc sẽ tập trung các nguồn lực phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững theo mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa, đồng thời ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn của thành phố. Đây là hình ảnh khu kinh tế Vân Đồn. Không riêng Phú Quốc, trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 đã tổ chức lễ công bố nghị quyết số 102 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào đầu tháng 6 năm 2019 đã ban hành kế hoạch muốn Vân Đồn trở thành khu kinh tế đặc thù với tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư giai đoạn 2019-2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng. Cũng rất đáng quan tâm là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang và Bắc Vân Phòng ở Khánh Hòa là hai địa phương nằm trong danh sách các đặc khu trong dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt gọi tắt là dự luật đặc khu được Chính phủ Hà Nội soạn thảo vào năm 2018. Dự luật này gặp phải rất nhiều phản đối của người dân cả nước vào tháng 6 năm 2018. Nguyên nhân nó dòi rất nhiều nhà quan sát kinh tế, chính trị và cả những người dân lúc bấy giờ do lo ngại nếu dự luật đặc khu được thông qua với những đặc quyền về thuế, chính sách nhập cảnh và đặc biệt là thời hạn thuê đất lên đến 99 năm. Có thể Việt Nam sẽ mất cả 3 đặc khu vào tay của Trung Quốc. Dưới sức ép từ người dân và dư luận, cuối năm đó, Chính phủ tại Hà Nội cũng đã quyết định rời lại việc bàn thảo dự luật này và tới nay vẫn chưa thông qua. Vì vậy, khi hai khu kinh tế Phú Quốc và Vân Đồn được hình thành, nhiều ý kiến cho rằng liệu đây có phải là biện pháp mà lãnh đạo của Việt Nam lách dự luật đặc khu thành công hay không? Trao đổi với đài AFA tại Mỹ vào tối 14 tháng 1, nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội cho rằng nếu để xác định nhà cầm quyền Việt Nam có lách luật hay không thì cần phải so sánh những quy chế của đặc khu kinh tế trước đây và bây giờ xem có những khác biệt nào không và những khác biệt đó có phải là vấn đề cốt lõi quan trọng hay không. Lúc đó mới có thể đánh giá, tuy nhiên ông nêu lên thực tế như sau. Cách thức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay làm là khi đối đầu trực diện không được thì người ta sẽ đi đường vòng. Khi mục tiêu chính không đạt được thì họ thường lách, họ tìm những cách thức giảm nhẹ đi về hình thức nhưng mục tiêu, mục đích ban đầu họ vẫn giữ. Đây là hình ảnh kết quả biểu quyết tại Quốc hội vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 hoãn thông qua luật đặc khu. Điều này diễn ra sau nhiều cuộc biểu tình phản đối rầm rộ của người dân cả nước. Đồng quan điểm nêu trên, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Chiết, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương nhìn nhận tiếp như sau. Họ không thông qua đặc khu được, nhưng dưới những cái tên gọi khác thì họ âm thầm làm. Đấy là những cái mẹo của họ. Họ cứ biến Phú Quốc thành thành phố, rồi Vân Đồn thì không gọi là đặc khu, họ vẫn cứ tiếp tục thực hiện. Giải thích những điểm khác nhau khu đặc khu kinh tế và khu kinh tế, luật sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn cho hay khu kinh tế là một khu vực dành cho các hoạt động kinh tế và nếu doanh nghiệp hoạt động trong đó sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ưu đãi hơn so với các hoạt động bên ngoài. Trong khi đó, đặc khu kinh tế tương tự như khu kinh tế nhưng ưu đãi đặc biệt hơn, như thời gian thuê đất dài hơn, thậm chí có quyền tài phán riêng biệt, luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói thêm như sau. Thật ra, sau thời điểm luật đặc khu tạm gác lại, sau phản ứng của người dân, nhiều giới, nhiều điểm đó, người ta đã biết ở Vân Đồn thực tế là đã sử dụng rất nhiều, thậm chí nhiều ban bệ đã được sắp đặt sẵn. Nên việc Quốc hội hoãn như vậy thì chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến họ. Vừa rồi ta thấy đưa Vân Đồn ra để làm thí điểm như một kiểu đặc khu là cách mà chính quyền cứu Vân Đồn, tức là cứu một sự thật đã lỡ làm trước đây. Thực ra việc này đúng ra là không nên vì giống như cầm đèn chạy trước ô tô. Chính phủ Hà Nội vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 đã ban hành quyết định số 266
được Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc ký duyệt để Vân Đồn được chính thức quy hoạch đến năm 2040 thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, là cửa ngõ giao thương quốc tế. Đây là hình ảnh quy hoạch dự kiến đặc khu kinh tế Vân Đồn. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, vấn đề đáng được quan tâm là tổ chức những khu đặc khu kinh tế, tức là những vùng kinh tế cần thiết đầu tư là việc nước nào cũng phải làm, lấy những vị trí đắc địa nhất để tiến hành mà làm. Ông tiếp lời, Phú Quốc phải phát triển vì nó rất đắc địa, một hòn đảo thiên nhiên đẹp, bãi biển phong phú, tổ chức ở đấy đơn vị kinh tế văn minh tiến bộ, làm cho đời sống người dân có thu nhập cao, điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài lành mạnh, thì đấy là chuyện rất cần thiết, không nên bài. Vấn đề là phải xem xét thử xem họ nhân danh danh nghĩa làm như thế, nhưng nghiên cứu đến đâu họ bất chấp môi trường, bị hủy hoại đến đâu, bất chấp đầu tư tiêu cực đến đâu, thì mình phải tìm cách kiểm soát, theo dõi để ngăn ngừa. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, những khu vực kinh tế văn minh tiến bộ thì phải đi đôi với việc phát huy quyền kiểm soát, giám sát của nhân dân. Ông cho rằng đây là vấn đề lớn phải đặt ra. Và chỉ có là chính sách, chủ trương có nhất quán, minh bạch không, thứ hai nữa là có thật sự ngăn ngừa những yếu tố ngoại lai, tiêu cực, ví dụ như để cho sự lũng đoạn của Trung Quốc xâm nhập vào thì rất nguy hiểm. Hiện tại trong danh sách 3 đặc khu được nêu ra trong dự thảo luật đặc khu, chỉ riêng Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa vẫn chưa được thay đổi thành khu kinh tế như Phú Quốc và Vân Đồn. Đây là hình ảnh vịnh Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Truyền thông Việt Nam vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 đăng tin cho biết Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định tạm dừng triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các bộ có liên quan, mặc dù dự án luật đơn vị kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc, thường gọi là luật đặc khu kinh tế, đã bị nhân dân cả nước phản đối quyết liệt, khiến Quốc hội phải đưa ra khỏi chương trình xây dựng pháp luật, thì mới đây chính phủ lại bất ngờ ban hành quyết định số 544 vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn. Facebook Trần Sang nhận định như sau. Vào thời điểm ngày 10 tháng 6 năm 2018, người dân trên 12 tỉnh thành đồng loạt xuống đường chống luật đặc khu cho Trung Quốc thuế đất 995, thì nhà cầm quyền đã lập tức tuyên bố hoãn luật đặc khu. Thế nhưng các công trình của Trung Quốc thì vẫn tiếp tục được xây dựng trên các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Và đến hôm nay, vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, thì Vân Đồn đã công khai trở thành một đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Người ta phải ngả mũ, bái phục tài lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân. Nếu như trước đây các quan chức chối bay bài vì yếu tố Trung Quốc trong đặc khu kinh tế Vân Đồn, thì bây giờ họ không còn giấu giếm nữa khi lên kế hoạch rằng trong đó Vân Đồn là khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác kinh tế giữa Việt và Trung Quốc. Hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng cầu nối giữa ASEAN và Trung Quốc, hành lang kinh tế Việt Nam, Nam Ninh, Singapore trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Toàn bộ diện tích khu kinh tế nằm trong địa giới hành chính của huyện Vân Đồn. Đây là hình ảnh khu nghỉ dưỡng Vinpearl của Phú Quốc với quy mô gần 900 hectare của tập đoàn Vingroup. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói rằng bà không được ai tham vấn và hoàn toàn không biết là thực sự bất ngờ về việc thành lập và đưa vào vận hành thí điểm khu kinh tế Vân Đồn của chính phủ Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan nói, có những lợi ích người ta theo đuổi mà bị đông đảo công chúng phản ứng, kể cả ở diễn đàn quốc hội, thì người ta sẽ tìm con đường đi lặng lẽ, kín đáo hơn, có thể gọi đùa là đánh úp với xã hội. Họ có thể có những cách vận động lặng lẽ hơn so với trước đó. Trước đây, với dự luật đặc khu, họ có thể đã quá tự tin về khả năng được thông qua nên làm rất ồn ào, quảng bá rất ghê. Nào là tổ Phượng Hoàng, nào là đầu tư một lãi, mười lãi trăm, nên khi bị bác thì hay họ rút kinh nghiệm. Nhưng đáng tiếc là kể cả quay lại cho thành lập mang tính thí điểm, chính phủ cũng nên tham vấn các chuyên gia, những người đã phản biện mạnh mẽ luật này về nhiều mặt, thì khi ra quyết định sẽ chắc chắn hơn rất nhiều. Về thời điểm chính phủ Việt Nam đưa vận hành khu kinh tế Vân Đồn, khi Trung Quốc đang tăng sức ép trên Biển Đông, bà Phạm Chi Lan cho rằng đây là sự tình cờ. Chứ không ai ngu dốt, vô trách nhiệm tới mức khi Trung Quốc đang lấn vào Biển Đông rất mạnh mà lại đi mở khu kinh tế Vân Đồn để cho Trung Quốc vào lãnh thổ của mình. Nếu cố tình như vậy
thì sẽ là vừa ngu dốt vừa thiếu trách nhiệm, có thể nói là hành động phản quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 với bản tin Dấu nhân dân hay đặc khu Phú Quốc Vân Đồn đã lập xong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.